vọng sẽ làm cho mọi người những người dung là sẽ hoàn thiện cái phần là tất cả cái gì liên quan đến đầu tư. Thì mình cứ can theo từ trên ở xuống dưới để mình xem là đầu tư thế nào, đầu tư thế nào. Nếu mà bạn nào mà muốn tìm hiểu kỹ thì các bạn sẽ để từng cái mục một ở trong tài sản này nó có cái kỹ thuật liên quan tới cái việc mà mình quyết định nó sẽ là bao nhiêu. Nhưng mà những cái mà đối với những cái ngắn hạn thì nó sẽ chuyên về của dân là dân dân kế toán nhiều hơn. Thành ra là ở trong khi nào đến cái financial management thì mình thường nói đến long term investment nhiều hơn là short term. Thế nên là trong tất cả những quyển sách về cái corporate finance thì mọi người sẽ không nhìn thấy technical analysis, đúng không? Mình làm cái technical analysis, đúng không ạ? Mọi người sẽ không thấy, mà mọi người muốn nhìn thấy cái technical analysis thì mọi người chỉ nhìn thấy ở trong cái investment analysis, portfolio management thôi. Thì nó sẽ có cái nội dung liên quan tới cái đó. Nhưng mà để mà mình có thể cảm thấy là mình có thể đi qua cái vùng investment nó ok, thì là hôm trước mình vẫn giới thiệu cho mọi người cái phần là phần technical analysis. Và cái technical analysis này thì nó không apply không chỉ cho cái phần là phần stock investment, mà nó còn cho cả cái bond investment, cho cái real estate index investment và cho rất nhiều những cái index investment. Thì index investment nó có một cái rất là hay là khi mà các bạn mà có cái dịch vụ đầu tư riêng thì cái việc mà các bạn phân tích index chỉ số index thì nó rất quan trọng. Thế nên là cái kỹ thuật phân tích ngắn hạn nó nói đến hợp vị là đối với khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là stock investment thì vẫn cái kỹ thuật đấy các bạn có thể áp dụng cho các tài sản tài chính khác mà có niêm yết trên thị trường tài chính và các bạn có thể sử dụng cái đó được. Thế còn tới cái về mặt thường chủ yếu là chúng ta sẽ làm về mặt dài hạn, đúng chứ, mình làm về mặt dài hạn. Thì đối với cái mặt dài hạn thì đối với cả phần physical assets hay gọi là operating assets là cái tài sản là internal operation not inside the firm ấy. Thì đối với cái loại tài sản đó thì mình chưa làm, đúng không, mình chưa làm đấy, bởi vì là nó là một cái dạng hoàn toàn khác. Thì mình hôm trước mình làm tất cả những loại dạng tài sản tài chính trước. Thế thì đối với bất động sản đầu tư thì hiện nay trên thị trường Việt Nam mình không có chỉ số thị trường bất động sản. Thành ra là đối với các bất động sản đầu tư nó là một cái các bạn có thể phân tích cái đầu tư bất động sản theo chiều hướng của cái fixed asset hoặc là non-current asset như ở trên. Chứ còn nếu chỉ khi nào mà thị trường bất động sản của mình có list thì mình mới có thể phân tích ra được kỹ thuật. Thế đấy là cái đối với bất động sản đầu tư. Thì tí nữa khi mà mình làm về cái phần là phần physical assets và tangible intangible assets và cái real estate thì các bạn sẽ thấy là nó cùng chung một nguyên lý thôi. Thế còn đối với những cái khoản tài sản tài chính đầu tư ra bên ngoài thì hôm trước mình có làm cái phần quan trọng nhất, đó là phần đầu tư vào các công ty con. Thì hôm trước mình làm về đầu tư của các công ty con thì hôm nay có nhắc lại mọi người nhớ. Đối với cái việc đầu tư vào công ty con và công ty liên kết thì đối với công ty con là cái quan trọng nhất. Thì là do cái tỷ trọng đầu tư của mình đối với được gọi là công ty con của mình khi mình đầu tư trên 51%. Nghĩa là mình ra những cái strategic investment decision đối với cả công ty đấy. Thế nên là trong trường hợp đấy thì mình sẽ phải định lượng cái công ty đấy như là công ty mình. Tức là nó sẽ là ongoing concern, là cái doanh nghiệp đấy tồn tại mãi mãi. Thế nên là với cái việc mà đầu tư vào các công ty con thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ phân tích là free cash flow to firm hoặc là free cash flow to equity. Thì hai cái dòng này nó chỉ khác nhau một cái duy nhất thôi, đó là free cash flow to firm là mình chưa trả bất kỳ khoản nợ nào cả. Thế còn free cash flow to equity là mình đã trả đến nợ rồi, còn lại bao nhiêu của mình. Thế nên là nguyên tắc của nó chỉ khác thêm một cái dòng nữa là dòng trừ nợ thôi. Thế thì hôm trước mình cũng có làm một cái ví dụ rồi thì đối với đầu tư công ty con. Vậy thì đối với đầu tư công ty con thì mặc dù là theo lý thuyết chúng ta sẽ xác định dựa trên cái benefits mà công ty tạo ra trong suốt cái đời của cái công ty con đó để mình lập ra cái FCFS, và mọi người đấy là mình có là mô hình 1 giai đoạn, mô hình 2 giai đoạn và mô hình 3 giai đoạn. Nhưng mà thông thường thì người ta sẽ làm mô hình 3 giai đoạn bởi vì người ta xác định là cái gì mà cũng có đỉnh và nó sẽ có đáy. Thế đến đây là người ta sẽ làm 3 giai đoạn. Thế thì nhưng mà đấy là về mặt lý thuyết, nhưng mà về mặt thực tế thì khi người ta đầu tư vào các công ty con này thì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố chiến lược phát triển, thế thì trong hoặc là yếu tố thứ hai nó gọi là danh mục đầu tư, nó có hai cái yếu tố như vậy. Thế nên là nếu như mà yếu tố mà liên quan đến chiến lược phát triển thì toàn bộ phần định giá nó sẽ là không phải là yếu tố quan trọng. Tại vì khi mà chiến lược phát triển thì mình sẽ có hai loại chiến lược thứ nhất là diversify và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh.
là đấy chính là danh mục của tôi. Còn thứ thường thứ hai là supply chain completion ấy, completion là hoàn thành toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là mình sẽ trở thành một cái tập đoàn gần như là tự cung tự cấp. Thì lúc đấy thì rõ ràng là với cái mục tiêu đấy thì cái việc mua công ty ấy, nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi là giá trị đang thấp hơn thị trường hay cao hơn thị trường, mà nó sẽ ảnh hưởng bởi cái tính toán của họ theo kiểu dynamic analysis, là khi kết hợp với nhau tạo ra một cái sức mạnh dynamic như thế nào. Thế nên là trong thực tế thì khi người ta áp dụng cái phương pháp định giá như M&A thì ở Việt Nam mình hiện nay người ta áp dụng nhiều liên quan tới là xác định giá trị tài sản ròng nhiều hơn là sử dụng chuỗi thẩm tiền. Chuỗi thẩm tiền thì nó sẽ chỉ xác định trong cái trường hợp là mình là nếu như mình là nhà đầu tư theo kiểu diversify, nhưng mà theo kiểu portfolio ấy, tức là mình có thể mua và mình cũng có thể bán restructuring, thì họ sẽ sử dụng FCFF nhiều. Chứ còn nếu không, nếu mà gọi là theo kiểu chiến lược thì họ sẽ sử dụng, hiện nay là mua bằng được để đạt được chiến lược của mình, thì họ sẽ sử dụng theo tài sản ròng. Tài sản ròng thì ví dụ như là họ vào công ty họ sẽ liệt kê toàn bộ tài sản của doanh nghiệp đang có, xong rồi họ định giá rời từ tài sản một. Và định giá rời từ tài sản một thì nó sẽ có nguyên tắc định giá của nó, thì thông thường chỉ có hai nguyên tắc thôi. Nguyên tắc thứ nhất là equivalent, value equivalence, là mình hay gọi là replacement value, tức là cái giá trị thay thế tương đương. Tức là nó cứ xem như là một cái tài sản có từng đấy cái chức năng, thì giá của nó một cái đang chào bán trên thị trường là bao nhiêu, thì nó sẽ lấy cái giá của cái đó là tính trung bình, nó tính ra cái giá trị của tài sản mà nó đang phải định giá. Thì cái đấy nó gọi là replacement value, là giá trị thay thế cùng function, thì giá trị là bao nhiêu thì giá trị đấy cũng là tương đương. Còn giá trị thứ hai là nó hay sử dụng là cái market value. Market value thì nó có một cái dở là đối với cả market value thì nó sẽ gặp phải cái tình huống là các cái function đấy nó sẽ không đồng nhất, nhưng mà nó sẽ có cái core function đồng nhất. Thì trong trường hợp đấy nó sẽ tính dựa trên cái giá trị của cái core function đấy thôi, nhưng mà nó sẽ tính trung bình. Thế nên là đấy là trong thực tế thì là như vậy, nhưng mà về mặt lý thuyết thì khi mình là mua một cái tài sản nào đấy, một cái tài sản, nguyên tắc định giá tài sản là mua một cái tài sản thì nó dựa trên cái giá trị tài sản nó đem lại. Thế nên là có những bạn nói rằng là mình cứ hay đùa với sinh viên là cái iPhone của bạn không đáng giá bằng cái iPhone của tôi. Đấy thì mình cứ đùa như thế, bởi vì là các bạn hay chơi game thì nó còn làm cho các bạn nó bị cái vài giá trị value added của bạn nó bị âm. Đấy nên là mình cứ hay đùa là như vậy. Thì đấy là cái mà cái đầu tiên là liên quan đến đầu tư công ty con. Nhưng mà từ cái thông tin thứ hai là từ công ty liên doanh liên kết này hay là góp vốn, thì hai cái loại hình này là hai loại hình là khi mà mình mua nó nhỏ hơn 51%, nghĩa là mình không có quyền biểu quyết, và họ chỉ phân ra một cái loại là nghe nó có vẻ liên doanh liên kết, nghĩa là mình có giống như một cái strategic business agreement ấy, tức là có một cái chiến lược đầu tư cùng với nhau thôi, tức là như vậy. Thì những cái khi mà mình làm cái liên kết này thì nếu mà các bạn làm dự án, các bạn cũng sẽ thấy cái loại như thế này, thì là cái việc mà góp vốn của các bên ấy thì nó sẽ dao động từ 21% cho đến 50%. Đấy, tức là không ai có quyền kiểm soát cả, mà sẽ voting hoặc là ra quyết định dựa trên cái số lượng mà mình góp. Thế thì như vậy thì đối với cái phần này thì nó cũng gần như giống với cái phần đầu tư vốn dự ở phía dưới, tức là nhỏ hơn 21%. Thì nó cũng giống luôn với cái phần là gọi là tự doanh chứng khoán, tức là cái việc kinh doanh chứng khoán. Tức là cũng giống như vậy, tức là mình mua cổ phiếu và mình hoàn toàn có thể chết đi lại được. Thế nên là từ cái việc là đầu tư công ty liên doanh liên kết này nhỏ hơn 21% và góp vốn, thì thông thường người ta sẽ sử dụng cái phương pháp là phương pháp ngắn hạn hơn, chứ người ta không sử dụng phương pháp dài hạn. Còn nếu như mà mình đầu tư công ty liên doanh liên kết này là theo cái nghĩa là công ty mẹ công ty con, không phải công ty mẹ công ty con mà công ty trong một tập đoàn gọi là góp vốn nội bộ, thì mình có thể sử dụng FCFF hoặc là FCFE, nhưng thông thường thì họ sẽ sử dụng đến phương đầu tư trung hạn. Trung hạn thì đối với trung hạn thì họ sẽ có hai cái lựa chọn, là lựa chọn theo hình thức DTM với cả PE, thì PE hoặc là PS hoặc là PB. Nhưng mọi người nhớ là mình có ba cái chỉ số về số nhân cơ, PE này, xong đó lại đến PS là price per sale, với cả PB là price per book value. Book value tức là cái giá trị dòng của tổng vốn chủ. Thế thì cái như hôm trước mình có nói với mọi người là PS á, là cái giá của cổ phiếu sau tương đương với cả doanh thu, thì trong trường hợp đấy nó chỉ đúng với cả doanh nghiệp thương mại, và thông thường họ sử dụng cái chỉ số PS đấy đối với cả những tập đoàn retail, ví dụ như department store, những hệ thống department store hoặc là những hệ thống bán hàng rất là rộng ở nước ngoài thì có, thì ở bên mình không có Costco. Mình ngày xưa có Metro. Thế thì họ sẽ sử dụng là PS, còn đối với các ngân hàng thương mại thì họ sẽ sử dụng PP.
Bởi vì PB là nó dựa trên giá trị sổ sách, bởi vì để nên cái doanh nghiệp bình thường nó bảo không đúng, nó bảo là không đúng. Bởi vì là ví dụ như cái máy này nếu mà tính khấu hao theo đúng quy định của Bộ Tài chính chẳng hạn, ví dụ mình sẽ trích khấu hao khoảng 7 năm, nhưng thực chất chẳng ai dùng được máy tính 7 năm cả, mình cứ dùng 3 năm mình đã bỏ rồi. Thế nên là họ nói rằng là Bộ Tài chính định giá như thế nó bị sai. Thì đối với những cái tài sản mà rõ ràng là có cái sự hao mòn rất là rõ nhìn thấy và không được cập nhật hao mòn, tức là mình đã mua cái máy rồi thì mình cứ thế là mình trích khấu hao thôi. Thế nên là chỉ có hệ thống ngân hàng thương mại thì khi mà cái thu khối tài sản của họ ấy, họ nó được điều chỉnh liên tục theo cái thị giá thị trường, bởi vì chủ yếu tài sản của họ là tài sản tài chính, và tài sản tài chính thì nó lại bị ảnh hưởng của cái performance của một cái thằng khác. Thế nên là khi mà cái thằng đó có vấn đề gì thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản ngân hàng. Ví dụ như là ngân hàng mà họ đầu tư cổ phiếu hay trái phiếu chẳng hạn, mà của bất kỳ một doanh nghiệp nào thì doanh nghiệp sập và nghiên cứu mạng từ họ sập ngay lập tức, và nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tình tài sản của ngân hàng. Bởi vì ngân hàng theo bình thường bây giờ theo quy định là ví dụ nó được đầu tư tài sản tài chính theo khoảng 30%, là cấp tín dụng khoảng 40-45% tầm đó, thì như vậy là nó ảnh hưởng nghiêm trọng. Thì trong trường hợp đấy là ngân hàng nó có một cái chính sách liên quan tới việc là kiểm soát rủi ro, bằng cách là nó phải update liên tục cái giá trị của cái tài sản đấy thông qua cái dự phòng giảm giá, tức là nó thấy rằng là giá thị trường xuống là nó sẽ phải tăng cái dự phòng lên để nó làm giảm cái giá trị tài sản xuống. Mọi người sẽ nhìn thấy, ví dụ ở đây mọi người nhìn thấy nó có cái phần dự phòng này, ở đây dự phòng giảm giá này, mọi người nhìn thấy ạ, đấy dự phòng là bao giờ nó ghi số âm luôn, đấy dự phòng nhá, đấy dự phòng này, đấy nó ghi số âm, và cái này là nó update liên tục theo quý để nó chứng minh là cái tài sản của ngân hàng thương mại bị giảm như thế nào. Đấy thì nó âm thì nó sẽ ghi làm giảm toàn bộ tổng cái giá trị đầu tư của mình xuống. Thế nên là P/B ấy, thì nó sẽ phù hợp với cả doanh nghiệp tài chính hơn, và vì vậy nên thì cái phương pháp mà sử dụng trong đại trà tất cả doanh nghiệp của mình sử dụng PE, price to earnings per share, đó là mình sử dụng đại trà. Thế thì đối với hai cái phương pháp này khi mà mình áp dụng đối với cả đầu tư tài chính dài hạn ấy, thì ở trung hạn thì mọi người sẽ thấy là cái DVM nó không áp dụng tại Việt Nam được, tại vì các doanh nghiệp Việt Nam không trả dividend đều. Thế nên là vậy thì với cái kỹ thuật mà từ 3 năm đến 5 năm thì người ta sẽ từ 1 năm đến 3 năm người ta sẽ sử dụng nhiều, rất là nhiều PE. Tại sao người ta không sử dụng 3 năm đến 5 năm nhiều? Bởi vì từ 3 năm đến 5 năm thì cái dự báo mình sai rất là nhiều. Thế nên là cái tại vì P trên E thì nó sẽ ảnh hưởng bởi price nhá. Cái tỷ lệ price, nhưng mà E của nó là earning per share, và earning per share thì nó lại phải dự báo cái net profit mà dự báo trong vòng 3 năm thì thông thường là nó đã trừ ra khỏi chu kỳ rồi. Thế nên là nó trừ ra khỏi cái chance đó, nên là cái PE này người ta không khuyến cáo là sử dụng cho dài hơn 3 năm. Thế thì cái còn cái đấy là các cái kỹ thuật về phân tích cơ bản, phân tích đối với cả dài hạn là phải bắt buộc phân tích cơ bản. Đối với cả phân tích ngắn hạn thì chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật, nhưng mà đối với cả dài hạn bắt buộc phải sử dụng phân tích cơ bản, bởi vì lúc này toàn bộ cái phần giá trị của tài sản nó bị ảnh hưởng bởi business performance, thế nên là bắt buộc nó gọi là fundamental analysis, là đầu tư cơ bản, phân tích cơ bản. Thế là hôm trước mình cũng đã học PE rồi. Thế thì trong cái đầu tư tài chính dài hạn này nó còn có một cái phần tiếp theo, đó là phần liên quan đến bonds, đúng không ạ? Thì tí nữa mình sẽ làm bonds. Thì nó sẽ khác đối với cả stock, bởi vì bond và stock nó là hai công cụ trái ngược nhau. Bonds thì là cho vay xong đòi lại về, đúng không ạ? Còn stock là cho vào rồi thì sống chết cùng doanh nghiệp. Thế nên là hai cái vị thế nó sẽ khác hẳn nhau. Và hôm trước là mọi người xem sơ qua báo cáo tài chính, mọi người đã thấy rằng là first priority thì là first priority là lender mà. Hai chính là đối với cả dạng mình gọi là standardized debt contract thì nó chính là bond. Bond là standardized debt contract, nghĩa là hợp đồng nợ, nhưng mà hợp đồng nợ được chuẩn hóa. Hợp đồng nợ thông thường của mình, ví dụ mình vay 1 tỷ, mình ký có mỗi một hợp đồng 1 tỷ thôi. Nhưng mà nếu mà bình thường mà mình chuyển sang bond thì sẽ là vay 1 tỷ thì có thể chia nó thành 1.000 cái hợp đồng khác nhau. Đó là mỗi cái sẽ là một bond, thì mình có thể bán từng cái một với nhiều nhà đầu tư, để tính lỏng của nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà vì cái việc mà nó liên quan tới quá nhiều nhà đầu tư, nếu như giả sử là mỗi người chỉ mua một, như vậy là cái hợp đồng nợ đấy của mình liên quan đến 1.000 nhà đầu tư. Và vì vậy nên là bắt buộc nó phải quay về ban chứng khoán nhà nước, để là một cái đơn vị nó đứng ra, nó sẽ đánh giá hộ, nó đảm bảo cái credit rating của cái trái phiếu đó, để đảm bảo là các nhà đầu tư được bảo vệ quyền lợi. Thế nên nó gọi là riêng cái standardized và cái mình gọi là cái traditional debt contract ấy, nó khác nhau có mỗi một kiểm soát, đó chính là stock exchange committee, là ủy ban chứng khoán nhà nước, ủy ban chứng khoán. Và vì vậy nên là thế nên là cái thời gian để có thể ký được cái hợp đồng nợ nó sẽ dài hơn. Thì nữa mình sẽ làm cái phần bond theo ạ. Thì bây giờ mình sẽ trả nốt mọi người cái phần này.
nó liên quan đến tài sản cố định và có thể sử dụng cho bất động sản đầu tư nếu trong trường hợp là mình kinh doanh bất động sản. Còn nếu mà kinh doanh bất động sản theo kiểu là kinh doanh khai thác, còn nếu mà mình kinh doanh theo kiểu trading thông thường ấy, thì nó thực chất là nó lại ảnh hưởng của technical analysis cơ. Đấy, nhưng mà còn đây là mình theo kiểu là mình kinh doanh khai thác, nó nằm ở trong cái tài sản dài hạn này, thì cái nguyên lý của nó để ra quyết định thì nó chính là mình làm một cái investment project. Thì mình sẽ chỉ mô tả cái investment project technique theo kiểu đơn giản nhất để mọi người có thể dễ hiểu, để khi mà mọi người không làm cho lĩnh vực đó thì khi mọi người đọc cái phần tài chính mọi người cũng hiểu được cái phần tài chính của cái dự án. Okay. Mọi người có ai hỏi gì không? Sau một tuần ngâm nga nhưng mà chắc là chạy công việc. Thế nên là hy vọng là mình sẽ có một cái section nó sẽ rơi vào cái hôm của cô Thủy dạy mọi người buổi sáng, còn buổi chiều buổi tối sẽ là của mình. Thì mình biết là mọi người học ba buổi liên tiếp trong một ngày là mọi người cũng bị rất đấy, giống như kiểu hôm nay chị mai em bảo sang vào dạy tối hôm nay em lại chị em không chịu nổi. thế thì mình sẽ là gì, là buổi đấy thì mọi người sẽ buổi sáng, buổi chiều mọi người vẫn học bình thường, nhưng mà buổi tối mình hy vọng là mọi người có tất cả bài của mọi người của các nhóm mình đi sâu ra để mình có thể thảo luận cho cái điều chỉnh của các bạn cảm thấy như thế nào. Mình sẽ ra những buổi sau sau đó thì mình có một buổi tốt hơn. Thế nên là mọi người thì khó là hôm nay là Tết năm cái buổi đấy là hình như nó còn vào 20 mấy Tết cơ, đúng không ạ? Thế nên là sau đấy mọi người ok xong rồi mọi người làm được tập thì sẽ có cái thảo luận nha. Đến thời điểm hiện nay có ai hỏi gì không? Nếu mọi người thích nghe thì anh cũng nghe đi. Thì cái invest đối với cả cái physical assets thì nó lại mình gọi là không phải physical assets, mình dùng từ đấy bị sai. Operational assets là những cái tài sản mình tự khai thác ấy. Mình có, tại vì cứ physical thì mọi người nghĩ là có thể sờ nắm được đúng không ạ? Thì họ lại phân loại thành là tangible, intangible là tài sản hữu hình và tài sản vô hình, tức là không nhìn thấy. Thế thì những cái tài sản đó là những cái tài sản mà mình đầu tư xong thì mình khai thác xong, xong mình có thể lại đầu tư tiếp, đầu tư lại, đầu tư mới. Thành ra là mỗi một cái đấy nó được gọi là một cái project. Và vì vậy nên là cái định giá của nó sẽ khác với cả là free cash flow của firms và nó sẽ chỉ là hữu hạn thôi. Thế thì vậy thì đối với cái project investment thì nó sẽ có những cái điều mà khi mà các bạn quyết định một cái investment về mặt tài chính thì các bạn sẽ quan tâm thứ nhất là cái cash flow của nó. Tức là khi mà mình đầu tư vào một cái project như vậy thì cái cash flow mình nhận được là cái cash flow gì? Thì đối với cash flow thì các bạn sẽ gặp và rằng là cái cash out, cash in và cash out đúng không ạ? Thì cái cash out trước là mình phải bỏ tiền ra là cái gì và cash in của mình là cái gì? Là tiền vào là cái gì? Để sẽ có hai cái đấy, cash in và cash out. Thì đối với cả một cái tài sản thì ở đây là tài sản dài hạn. Thứ nhất, tài sản dài hạn là cái tài sản mà mình sử dụng rất là long terms, đúng không ạ? Long terms. Ví dụ đối với những cái equipment nhỏ mình sử dụng ở trong văn phòng thì hiện nay đang chích cầu là mình gọi là thế là sử dụng khoảng 5 năm đến 7 năm. Đối với cả xe cộ thì hiện nay đang cho là chích từ 15 năm đến 17 năm. Đấy gọi là xe cộ, còn thiết bị thì có thể lên đến 25 năm. Thế nên là vậy thì nó sẽ có một cái thời gian hữu hạn, và khi mà mình đã mua nó rồi, mình để nó đấy rồi thì nó sẽ không chạy được. Bởi vì nếu mà chạy thì nó bắt buộc là nó phải có chuyển hóa về mặt lý tính hoặc là hóa tính của sản phẩm hay là như thế nào đó để mình có thể có được một cái sản phẩm để mình sẵn sàng để bán cho những người trở lại. Thì mỗi một cái quá trình lưu chuyển để tạo tiền thì đối với cả cái tài sản dài hạn là nó cứ nằm im và nó chờ người ta đến để khai thác. Do đó nên khi mà các bạn mua nó rồi, các bạn để đấy ạ,
thì nó hoàn toàn không khai thác được. Và mọi người nhớ lần trước mình nói về cái working capital là cái vốn luân chuyển, thì cái working capital nó chính là một cái dạng mà vốn để chờ xong mình bắt đầu để chạy cái máy này thì bắt đầu mình mua đầu vào để cho nó chạy, xong bắt đầu nó convert, xong nó convert liên tục cho đến khi thành sản phẩm cuối cùng, và sau đó thì mình có thể thu được tiền về mình lại tiếp tục mình vận hành ở trên nó. Thế nên là luôn luôn nó có một cái kết quả của luân chuyển, vốn luân chuyển. Thế nên là đối với cái cash out thì các nhà đầu tư luôn luôn phải nghĩ đến hai dòng tiền. Dòng tiền thứ nhất đó là dòng tiền liên quan đến initial investment và đầu tư ban đầu, và cái thứ hai nữa là cái đầu tư để có thể vận hành được nó thì mình gọi là working capital. Đấy, mình sẽ có hai cái dòng như vậy, hai cái dòng như vậy. Và đối với cả cái initial investment ấy thì mình có thể đầu tư theo kiểu một giai đoạn, mình gọi là one times, hoặc là mình có thể đầu tư theo gì ạ, theo phase, theo các cái kỳ. Tại vì không phải lúc nào mình cũng đầu tư một phát là mình đầu tư ngay, đúng không? Mình đầu tư toàn bộ với một cái máy móc mà mình mua thì nó đơn giản là như vậy. Nhưng mà nếu như cái project investment nó của mình nó là một cái cụm công trình, thì trong cái trường hợp đấy thì người ta sẽ không bao giờ người ta đầu tư một phát ngay, mà người ta sẽ chia kỳ để người ta đầu tư. Thì lúc đấy là vậy, thì cái dòng cash flow đối với cái initial investment các bạn sẽ gặp phải tình huống là nó không phải là toàn bộ phát sinh vào năm không, mà nó có thể phát sinh vào những năm kế tiếp nữa. Thế thì đấy là cái mà các bạn lưu ý xem là nên như thế nào. Cái thứ hai là working capital, thì bản chất của working capital nó chính là convert của cái gì ạ, từ cash này, xong nó sẽ sang đến những cái mình gọi là input này. Đấy, xong bắt đầu mình sẽ ra được cái final finished good này, và mình sẽ good hay là service, hoặc là service, xong sau đó nó mình sẽ qua cái bộ phận sale và nó sẽ trở về thành hiện thành cash. Thế nên là với cái nguyên tắc về cái working capital như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hiện tượng là nó sẽ có in out liên tiếp, tức là nó sẽ có out, xong đó lên có collection, thu hồi về, xong nó lại out một lần nữa, nó cứ như vậy, nó trở thành một quy trình khép kín, và đến cuối cùng thì nó sẽ là collection, tức là nó sẽ hồi về. Tức là bởi vì về mặt nguyên tắc là khi mình dừng dự án là mình đã bán hết rồi thì toàn bộ phần đấy nó sẽ thu hồi trở về. Thế nên đấy là nguyên tắc của cái working capital như vậy. Và đối với cả cái working capital này thì khi mà scale của nó increase thì nó sẽ dẫn đến scale mà increase thì nó sẽ đến cái việc là working capital cũng sẽ bị tăng lên. Tại vì là nó phục vụ cho cái việc là luân chuyển khai thác ở trên cái quy mô, mà do đó cái quy mô mà tăng thì nó sẽ tăng. Đấy là những cái đặc điểm của cái dòng cash out. Và cái dòng còn một cái đặc điểm cuối cùng là đặc điểm khá là đặc biệt, đấy là đặc điểm nó gọi là residual collection. Và người ta hay dùng nó với cái thuật ngữ một số sách nó gọi là terminal value, tức là cái giá trị bồi hoàn về, tức là khi mà mình tức là giá trị còn lại thì ví dụ như là cái máy này theo đúng bộ tài chính nó bảo là 7 năm, mình chưa bao giờ dùng 7 năm, thì trong cái trường hợp đấy là mình bảo là từ 4 năm là mình bán, tức là mình sẽ kết thúc cái project của mình vào 4 năm, và như vậy là nó vẫn còn cái giá trị theo đúng cái luật của bộ tài chính, nó vẫn còn giá trị, thì cái giá trị này nó chính là giá trị thông minh, tức là tại cái thời điểm thông minh này nó sẽ còn lại bao nhiêu. Thì như vậy là khi mà terminal thì toàn bộ cái initial investment mình đã đưa ra rồi, thì cái terminal thì nó lại là cái collection về, nhưng mà nó vẫn nằm ở trên cái dòng là dòng đầu tư. Nó mặc dù mình cứ nghĩ đầu tư là chi ra, nhưng nhiều lúc nó sẽ có phần collection về, nhưng nó vẫn thuộc cái dòng đầu tư. Thế nên là ở trên cái trường hợp này các bạn sẽ nhìn thấy là cái dòng này đặc biệt nó sẽ là dòng negative cash flow, positive cash flow, bởi vì là cứ investment thì mình nghĩ đến việc là ao mà, thì riêng cái này thì nó sẽ là collection về. Về mặt nguyên tắc khi mà mình định giá tài sản, là mình bị giải định giá project nhé, là mình gọi là đánh giá project ấy, thì mình bắt buộc là trên cash in và cash out, cash in và cash out. Mình không đánh giá theo kiểu là không có cash. Ví dụ như mình bảo là một cái doanh nghiệp của mình ấy, nó có một cái net income nó dương đúng không, thì nghĩa là làm việc có hiệu quả. Thế mình bảo tôi không quan tâm đến net dương hay là âm, tôi chỉ cần biết là tiền có về hay không,
và tiền có dư trên tay hay không. Thì đối với cái dự án nó cũng thế, dự án nó không thể là vẽ ở trên giấy được mà nó phải check rất là đúng là, bởi vì khi mà tôi làm xong cái đó thì cái incremental value là cái giá trị cả cái dòng tiền dư ấy về tay tôi còn được bao nhiêu. Thế nên là nguyên tắc của dự án đầu tư là 100% phải là cash flow, chứ nó không dùng cái không cash flow. Còn muốn anh muốn tính lãi trời lãi biển mà kệ, tôi chỉ quan tâm đến cash flow thôi, là đọc về tay, bởi vì nó sẽ là mỗi một business activity thì nó sẽ collect cái tiền về. Thế nên là nó quan tâm đến cái đó, chứ nó không chơi, chứ không chơi đi sổ, đi sổ. Coi ví dụ như cái dòng là cash inputs với finished goods thì thường nó sẽ đúng hơn với những doanh nghiệp mà nhập phải nhập hàng về, còn đối với những doanh nghiệp mà sử dụng dịch vụ hoặc là doanh nghiệp tư vấn thì nó không bắt đầu từ cash, nó cũng không bắt đầu từ finished goods mà em chỉ có dịch vụ để tư vấn ra, thì dòng thì working capital được viết như nào không? Tại sao đối với cả dịch vụ tư vấn lại không có cash, không bắt đầu từ cash? Giả dụ như có ký được một thêm một hợp đồng mới thì mình sẽ finish goods của mình là dịch vụ tư vấn thì mình sẽ nhận tiền được từ khách hàng, sau đó thì mình tư vấn cho người ta. Nhưng mà trước khi em được nhận tiền của khách hàng em vẫn phải chi ra mà, em chi ra em trả lương chứ. Em dịch vụ tư vấn này đặc biệt như thế này, em có thể không có gì, em chỉ có con người thôi. Nhưng mà phần lớn là em có con người. Thiết bị của em rất là ít, nó chỉ có một cái bàn, cái ghế là hết, máy in là hết luôn. Thế nhưng mà em vẫn có con người, em vẫn cần phải có điện, vẫn cần phải có nước, vẫn cần phải có internet. Thế nên là lúc đấy của nó sẽ sử dụng rất là nhiều những cái dịch vụ liên quan đến chạy cho con người, và nó gọi là cái outsourcing service, là cái dịch vụ từ bên ngoài. Do đó nên em vẫn phải có cái điện về tiền ban đầu là cái working capital để em chờ sẵn để em trả trước. Đến khi nào em ký được hợp đồng nha, em ký được hợp đồng thì lúc đấy tiền cũng vẫn chưa về đâu ạ. Ký được hợp đồng xong thì em mới chỉ được cái upfront payment thôi, là em được trả trước bao nhiêu phần trăm. Đấy nó không phải là doanh thu mà người ta tạm ứng cho em để em hoạt động, thì lúc đấy em được phép là thả cái vốn của em ra, em dùng cái vốn này, em dùng cái vốn ban đầu của em hoàn lại cho cái dự án khác. Nhưng mà lúc này là em đã có tiền về để bắt đầu em vận hành tiếp, đấy là working capital. Xong đó là đến khi nào mà em ký ra thanh lý từng cái một thì tiền nó mới về, mà lúc đấy là doanh thu mà, cái gì nó cũng vẫn phải có cái kinh tổng. Đấy, ví dụ như là sợ nhất là ông thả 10 gói thầu mà ông ký được cái nào là working capital ông hết, nó sẽ ăn vào working capital. Nhưng nó sẽ có một cái rất là hay là gì, là nếu như mà cái hợp đồng mà ông nghĩ rằng nó sẽ trôi, mà 10 cái nó sẽ trôi, chỉ cần một cái nó về thôi, thì toàn bộ những cái phần chi phí phát sinh như cái đó ông có thể tách biệt như thế nào đấy, và sẽ được hạch toán một phần vào cái chi phí thực tế của cái dự án. Đấy, thế nên là nó ở trong cái kiểm toán dự án ấy, nó cho phép là hồi tố, nghĩa là mặc dù là cái dự án của mình sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 chẳng hạn, nhưng mà mình sẽ được tính các cái chi phí phát sinh trước đó, mà nếu như mình không thắng thầu thì nó sẽ trừ vào cái chi phí kinh doanh của mình dưới dạng là business promotion. Nhưng mà nếu mà vào cái dự án rồi nó sẽ là official expenditure cho cái dự án đấy. Nó hay ở chỗ đấy, chứ không nào cũng cần cái tiêu cả. Nhưng mà mình có không kiếm được tiền đó, thì cái lúc mà working capital này là phải dân, tức là các bạn ở trong công ty là phải góp để duy trì, hoặc là làm không lương, đấy là một dạng góp. Để khi nào tiền về chúng ta sẽ có tiền. Đối với cả cái cash in nha mọi người, vì ở đây mọi người nhớ là mình dùng từ là từ cash đúng không ạ? Thế nên là chắc chắn là cash pay. Thế thì khi mà cash in thì đối với mỗi một cái dự án thì nó sẽ chính là cái phần lợi nhuận của mình, nó sẽ phần là cái phần mình lấy được tiền về, xong mình trừ đi các khoản chi phí của mình. Thế nhưng mà ở đây nhớ là chỉ có cash thôi, chỉ có những cái gì liên quan đến cash thì ok. Thế thì đối với cả cash in này thì mình sẽ có cái dòng là dòng revenue, là chắc chắn rồi, là những cái dòng mà mình thu được tiền về đúng không ạ? Cái này là revenue. Và cái revenue này thì dòng tiền của mình là dòng tiền dương, bởi vì là mình thu được tiền về. Nhưng mà mình phải chi ra, thì trong cái chi ra này thì nó sẽ có, tức là mình sẽ đơn giản các loại chi phí nha mọi người. Đối với cả cái phần chi phí này thì mình sẽ có cái phần là phần cost of goods sold đi, nhưng mà excluded cái depreciation hoặc là amortization. Tại vì mình đang nói là nó chỉ có cash thôi, đúng không? Nó chỉ có cash thôi, nên là cái phần depreciation với cả amortization expense đó là cái phần chi phí không phải bằng tiền. Chi phí không phải bằng tiền, bởi vì mình mua cái thiết bị đó trả bằng tiền trước rồi, nó nằm hết ở trên cái dòng initial investment rồi. Còn ở dưới là mình trừ đi cái phần tiêu hao, một phần tiêu hao đấy thực chất là mình tính cái phần tiêu hao của tài sản. Thế nên là, và mình ghi nhận nó, thế nên là nó không phải là cash nha.
Thế nên là mình sẽ phải exclude được để mình sau này mình tách cái phần cái này là năm cash ra. Sau đó mình sẽ có trừ đi cái phần là phần chi phí chi phí vận hành. Ở đây mình có là chi phí sale expense, ví dụ như vậy. Sẽ có nhiều hoạt động kinh doanh của mình không có sale expense cả. Tại vì là những cái doanh nghiệp nhỏ ấy, nó không tách cái phần sales expense ra, nó tính hết vào cái phần là administration luôn. Thế nhưng mà chỉ những doanh nghiệp lớn và những cái doanh nghiệp đặc thù họ có cái phần chi phí cho cái phần sale nó mới tách thôi. Nên còn mình có administration hoặc là overhead. Thì khi mà các bạn trừ và các bạn tách cái phần mà mình vừa mới tách ra mình để riêng, đấy nó gọi là depreciation. Với cả amortization. Bây giờ mình mới trừ. Tại vì mình muốn trừ nó để mà mình nói cái này là non-cash nên là mình trừ nó để mình vẫn phải trừ để mình tính thuế. Thế thì sau khi mình có revenue là doanh thu, mình trừ đi tất cả các khoản chi phí này thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó chưa trừ lãi, đúng không? Nó chưa trừ lãi bởi vì cái khoản lãi với cả cái khoản lãi và khoản gốc đấy nó là dòng tiền của financing, là dòng tiền hạch toán. Còn đây chúng ta đang đánh tính là dòng tiền của dự án trước sau đó mình tính cái phần trả lãi sau. Thế thì khi mà các bạn trừ như thế này thì các bạn trừ như này rồi thì mình sẽ có cái này, đó mình sẽ có là tổng cộng trừ thì mình sẽ ra một cái nó gọi là net income before tax. Net income before tax. Và đối với cả net income before tax thì vì bắt buộc mình phải tính cái dòng này thì cái này nó bằng là revenue trừ đi tất cả các expense. Mình phải tính cái dòng này thì mình mới tính được thuế. Mình mới tính được thuế thì mình sẽ có corporate tax. Sau khi mình trừ đi cái phần này thì mình sẽ có cái là net income after tax. Và net income after tax này mọi người sẽ nhìn thấy bị cộng lại cái dòng là depreciation và amortization. Nó loại trừ cái dòng này ra để nó tính thuế thôi, nhưng sau nó lại phải cộng cái dòng này để nó hoàn trả lại. Tại vì của nó là nó không được tính cái dòng này vào cái dòng tiền. Thế nên là cái này nó hoàn toàn lúc này nó sẽ là thuần cash. Nó sẽ thuần cash. Như vậy là sau khi mà mình có cái phần cash in và cash out thì mình sẽ có cái phần là phần mình gọi là net cash flow. Net cash flow nghĩa là các bạn sẽ chốt toàn bộ cái phần là dòng tiền liên quan tới cash in và cash out. Cash in cộng với cả cash out. Mình để cash in cash cộng với cash out được bởi vì là trên các dòng tiền mình đã để sẵn dấu cộng và dấu trừ rồi. Thế nên là mình cứ cộng hết nó vào với nhau thì mình sẽ ra dòng net, chứ không phải là nghĩ đến net là mình phải trừ. Mình trừ. Bởi vì dòng in ra đầu tư ra mình trừ thôi, cộng dòng vào để làm cộng luôn rồi. Mình cứ thế là mình cộng hết vào là ok. Vì mình có cái net flow này nó sẽ bằng cách in cash out. Mình sửa cái dòng này, mình gọi là net project cash flow. Và nếu như mà sau này mình sẽ có một cái dòng nó gọi là dòng tiền của doanh nghiệp thì mình sẽ phải trừ thêm hai cái nữa. Thì ở đây các bạn sẽ thấy là nếu mà sử dòng mình trừ này, nếu mà mình trừ đi cái interest và nếu như interest rate nhé, trừ đi cái lãi suất này và mình trừ đi cái phần gốc này thì lúc đó mình sẽ có cái dòng nó gọi là net cash flow to flow to flow. Lúc đấy mình thấy cái dòng này thì cái
cái việc mà mình tách cái phần là trả gốc và trả lãi này, nó chính là cái cách mà các cái dự án ấy họ đưa ra cái phân tích scenario của phương pháp financing, và mình có scenario của các cái tình huống xảy ra đối với cái dự án. Sensitivity analysis cũng được, là người ta có thể sử dụng như vậy cũng được. Sensitivity analysis là phân tích độ nhạy, nghĩa là trong mỗi một trường hợp khi thay đổi các yếu tố thì cái điều khác nó sẽ dẫn đến như thế nào. Thế thì vậy thì cái phần này tại sao mình tách ra như vậy, bởi vì cái phần này nó sẽ liên quan tới cái mà gọi là financing option. Mình đi vay ở đâu? Đấy, mình đi vay ở đâu? Thì cái này nó dẫn đến financing option mình nha, là thành ra là financing option, nên là nó cái này nó dính đến financing option thì ra là các doanh nghiệp sẽ tách riêng ra. Ví dụ họ sẽ có rất là nhiều nguồn để họ ra cái quyết định về financing. Vậy thì khi mà ví dụ như là nguồn một đi vay của nhà nước chẳng hạn thì lãi rất là thấp, nhưng mà thứ hai lãi thấp hơn nữa là đi vay của tổ chức giai ca của Nhật, mà mình chuyên làm giai ca của Nhật thì mình sẽ ví dụ giai ca nó sẽ dễ hơn. Giai ca của Nhật thì nó liên quan tới cái điều kiện, nó có điều kiện thường và điều kiện xét. Đấy, điều kiện thường và điều kiện xét. Thế nên là đấy nó là một cái mà chúng ta sẽ phải suy nghĩ. Vậy nếu mà với cái điều kiện xét là gì, là nó sẽ là cho vay 50 năm, ân hạn 20 năm, nghĩa là vốn vay của mình 70 năm. Và cái phần lãi vay của nó chỉ vào nó chưa đầy 2%. Siêu siêu nhỏ. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ mình vay thường của chính phủ Nhật chẳng hạn, mình vay thường của chính phủ Nhật thì nó sẽ chỉ là cho vay 30 năm, ân hạn 10 năm là 40 năm, nhưng mà lãi suất của nó sẽ là 3.5-4%. Nhưng mà đối với Nhật thì đấy nó vẫn rất là cao, bởi vì Nhật của nó lãi suất âm. Ở hệ thống ngân hàng thương mại là không được trả lãi suất mà phải trả phí ngân hàng, thì thành ra là lãi suất âm. Thế nên là nó mang tiền ra các nước khác để nó đầu tư. Thế nên là đấy là cái mà mình sẽ cân nhắc. Hoặc ngoài ra nữa thì bây giờ mình không vay chính thức của các công ty của Nhật, của các tổ chức của Nhật, mà mình sẽ vay qua chính phủ Việt Nam, thì chính phủ Việt Nam mình sẽ có nhiều loại vay. Thứ nhất là vay từ cái phần của chính chính phủ, là từ hoặc là vay từ, thứ hai là online tinh là vay lại, tức là chính phủ đứng ra đi vay xong sau đó trao lại cho doanh nghiệp, và lúc đó thì chính phủ sẽ cộng thêm tiền phí và chính phủ kiểm soát toàn bộ các đường trả. Như vậy là doanh nghiệp có cực kỳ nhiều option. Thế nên là vậy thì mỗi một cái option đấy nó sẽ ảnh hưởng tới cái dòng interest payments với cả principal payments. Thì khi mà đặt vào đấy thì cái quan trọng nhất là cái net cash flow của công ty còn lại bao nhiêu. Thì cái đó là chính là các cái phương án để cho các bạn đã đầu tư người ta sẽ phải cân nhắc. Thế còn đối với cả cái phần cash flow ở phía trên này, toàn bộ cái phần cash flow như thế này này, thì nó lại ảnh hưởng của cái nó liên quan tới là họ sẽ phải phân tích dựa trên các cái forecast, cái tính accuracy của cái forecast, accuracy ở forecast. Accuracy of forecast, bởi vì ví dụ như là các bạn sẽ đối với cả, mặc dù mình nhìn cái dòng tiền của nó là khá đơn giản, nhưng mà trong thực tế thì họ sẽ phải tính revenue đi về đâu, đúng không ạ? Revenue nó phải có các phương án như thế nào, và các cái chi phí này nó sẽ biến động như thế nào. Thế thì chỉ nói một cái đơn giản thôi, ví dụ như là mình lấy một cái revenue như thế này thì mình ví dụ cho mọi người. Ví dụ như là hiện nay mình đang có của Vinamilk là mình có của 10 năm của Vinamilk đi, 2015 hiện nay là 23 đến 2014 đi, mình có 2015, mình có 2016, mình có là 2017, mình có là 2018, ví dụ là như vậy. Mình lấy ngắn. Thế thì 2023 2022. Đấy, và mình sẽ có các cái giá trị như là ví dụ của chỗ này của nó là 16.700, ví dụ như vậy, xong rồi nó lên 17.230, xong là mình sẽ có cái là 17.880 đi, mình có 19 và mình có là 18.970. Ví dụ là mình sẽ có một cái, có những cái số trong quá khứ như vậy. Thế thì nếu như mà bình thường mình dùng, đây là cái loại đơn giản nhất, nó gọi là dự báo dữ liệu theo cái dữ liệu theo cái forecast bình thường ấy, thì các bạn sẽ có những cái kịch bản của nó đến năm 2024 là như thế này. Đây là cái kịch bản dự báo theo chuỗi thời gian bình thường, sử dụng Excel bình thường. Dữ liệu Excel này thì nó chỉ đơn giản, nó là ước lượng khoảng thôi. Và các bạn đã nhìn thấy nó lại có 3 phương án xảy ra. Phương án cái đường chính giữa nó gọi là phương án trung bình, phương án trên là phương án tốt, phương án dưới là phương án không tốt. Và cái dao động của nó giữa cái trung bình sang hai bên này là có độ chính xác lên đến 95%. Thì nó sẽ có là, vậy thì ví dụ như trong năm 2024 thì nó dự kiến rằng là
cái phương án trung bình của nó ở đây 2024 là bình thường là nó có thể đạt cái doanh số của nó là 19.600 tỷ và phương án tốt nhất của nó là 20.000 tỷ và phương án xấu nhất của nó là 20.757 và phương án xấu nhất của nó sẽ là phương án trung bình là 20.000, phương án xấu là 19.600, phương án tốt là 20.757. Đấy, nó sẽ có ba phương án như vậy. Thì đây là cái tính đúng sai của cái forecast. Và khi mà cái tính đúng sai của cái forecast này nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ ra là mình sẽ có là alternative 1, alternative 2 và alternative 3. Đấy. Thì đấy là cái vậy thì nhìn cái dòng tiền thì nó rất là dễ, nhưng mà thực ra ở trong đấy nó có rất là nhiều các quyết định, thực sự là có rất là nhiều các quyết định. Đấy thì đầu tiên là mình sẽ nhìn là mình thấy là revenues của nó bị như thế rồi. Cái thứ hai là về mặt chi phí. Trong cái chi phí này ấy, nếu mà trừ đi cái phần depreciation và amortization là hai cái thằng này là không thay đổi. Không thay đổi đấy là không thay đổi bởi vì thiết bị mình mua rồi, đúng không? Giá mình trả rồi. Mình xác định được thời gian dự án là bao nhiêu năm rồi. Thế nên là mình xác định được chính xác là mỗi một năm thì nó sẽ bị tiêu hao bao nhiêu rồi. Thế nên là cái amortization và depreciation là gần như không thay đổi, trừ phi ta thay đổi chính sách chiết khấu. Nhưng mà một đời dự án thì không thay đổi chính sách chiết khấu. Tính chất chiết khấu hao không thay đổi được. Và cái thứ hai là với Bộ Tài chính Việt Nam thì đừng có dạng thay đổi. Tại vì nếu mà thay đổi một cái là đến khi mà nó tổng kiểm toán cái dự án của mình thì chết luôn. Tại vì làm sao, tại sao thay đổi? Và hiện nay thì chỉ có một cái loại là sẽ không bị, đó chính là cái loại mà cứ chi phí hao đều. Mặc dù là máy móc năm đầu tiên dùng nó khác hẳn máy móc của 5 năm sau, nhưng mà cứ cái gì đều hết. Thì đấy là cái kiểu Việt Nam mình cho nó an toàn. Nó làm thay đi cái đấy cho mình. Nhưng mà trong cái phần chi phí này, cost of goods sold, nếu các bạn học kỹ về mặt kế toán thì các bạn sẽ biết là nó sẽ bao gồm có chi phí nhân công này, đấy đúng không ạ? Sau đó gồm có chi phí nguyên vật liệu này, xong nó mới đến cái chi phí của cán bộ quản lý ở trong nội khu đấy này, và đến cuối cùng nó mới đến cái chi phí chi phí hao các loại thiết bị. Chi phí hao thì ok rồi, nhưng ba cái loại còn lại thì khi mà mình tính là mình tính cái năm nay là mình tính theo thời giá hiện thời, xong sau đó thì các năm sau mình rất là cẩn thận là mình nhân với cả lạm phát để mình trả cái lương cho họ để đảm bảo đời sống cho họ, bởi vì cái lạm phát mình nhân lên là để đảm bảo rằng họ vẫn mua được cái lượng hàng hóa giống như năm trước, đúng không ạ? Ví dụ như trước đây 10.000 mình mua được một mớ rau thì do lạm phát của mình lên 7% thì nó sẽ là 10.700 một mớ rau, thì lúc này mình trả lương cũng là 10.700 để họ vẫn mua được một mớ rau. Thế thì đấy là bình thường là mình tính như thế. Nhưng mà nếu mà trong đời dự án của mình đột nhiên nhà nước ông ấy thay đổi chính sách mình luôn, nghĩa là ví dụ ông nâng cái mức lương cơ bản lên một cái là lập tức là nó sẽ ảnh hưởng là lương của mình đang thấp so với mức lương cơ bản, thì mình lấy quỹ nào mình bù vào. Đấy là một. Cái thứ hai nữa là lạm phát của ông ấy thì là lạm phát ông chỉ tính trên, ví dụ như là lạm phát ông chỉ tính trên cái lạm phát chung thôi, nhưng mà lạm phát ở từng khu vực nó lại khác nhau, đúng không ạ? Lạm phát ở từng khu vực khác nhau, ví dụ như là mình mua ở đây thịt, ở đây mình mua ở giữa cái Hà Nội này mình mua đeo cái gì đây, daily à, đúng không? Daily, mid daily thì là nó sẽ có cái lại từ 130 cho đến tận 270, ví dụ là như vậy. Nhưng mà ví dụ như là bà con thì nó chỉ vào khoảng 70.000 thôi, nó thấp hơn rất là nhiều. Nhưng tùy từng khu vực nha. Thế thì vậy thì nó dẫn đến cái việc là tôi up lên một cái mà tôi sẽ rất là gặp phải những cái rủi ro và nó sẽ trôi theo đời dự án, nó trôi theo đời dự án. Thế nên là trong trường hợp đấy là nó sẽ có cái việc là chúng ta ước lượng từng cái một tại từng thời điểm như nào nó sẽ rất là nguy hiểm. Và vì vậy nên 100% các dự án mặc dù khi họ tính được ra cái tổng đầu tư như thế này thì sẽ tạo được cái dòng như thế này và xứng đáng để đầu tư, nhưng mà cái phần đầu tư của họ luôn luôn có một thứ nó gọi là gì, dự phòng contingency, là nó contingency hoặc là nó gọi là allowance, đúng không ạ? Và khi mà mình ký với cả các chủ đầu tư bao giờ mình cũng phải ký cái phần này là tối thiểu 10% để mình phục vụ cho cái việc là nó sẽ điều chỉnh các khoản chi phí nó sẽ như thế này. Vậy thì chỉ khi nào mà các khoản chi phí của mình nó vượt quá cao, ví dụ như là cái dự án của bọn mình đã có thời điểm là nó vượt lên 40% đối với cả cái chi phí vận hành, chi phí mình trả lương cho các bộ nhân viên là 40%, lúc đầu tiên mình chỉ tính có 7% thôi. Thế thì là đến lúc đấy thì của cái dự án của mình thì nó phát sinh trên 1.000 tỷ, và trên 1.000 tỷ thì là thủ tướng phủ ký. Mặc dù là mình đã có cái contingency, mình có allowance của mình là mình tính 7.000 tỷ rồi. Tại vì cái dự án của bọn mình là dự án đầu tư của cảng mà nó vào đến tận là mình không nhớ chính xác, nó vào khoảng 10 mấy nghìn tỷ tại cái thời điểm đấy. Thế nên là nó phát sinh ra là 1.000 tỷ thì bao gồm cả cái chi phí trên phần này. Thế thì thủ tướng chính phủ bắt buộc phải ký chứ mình không có một ông sếp nào dám ký với cái số tiền như thế. Thế nên là lên thì bắt buộc phải làm một cái tường trình là tại sao ở trong cái khi mà anh tính ra cái dòng tiền, anh đã tính cái tỷ lệ lạm phát lên đến 7% rồi, nghĩa là nó phải đủ trước, nên tại sao lại không đủ? Thế thì bọn mình bảo là bởi vì rằng là tăng 40% bởi vì Bà Rịa Vũng Tàu tăng vọt. Cái hồi đó bọn mình làm cái cảng cái mét thị mại ở trong Bà Rịa Vũng Tàu, sân thị mại đấy.
thế nên là thì nó tăng vọt như vậy nên bắt buộc là phải tính cái phần này. Thế thì bọn mình phải làm một cái tường trình của bọn mình, lấy toàn bộ số liệu địa phương, nghĩa là thu thập dữ liệu địa phương và chứng minh rằng là tiền thịt cũng tăng lên rồi, là tiền 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 nhà tiền cửa là cũng tăng lên, và vì vậy nên bắt buộc cái phần này sẽ tăng lên 40%. Thì đấy là cái mà rất nhiều cái rủi ro khi mà các bạn tính cái các cái dòng này, và chính vì như vậy nó mới có những cái scenario là phương án 1, phương án 2 và phương án 3. Và đối với cái phần ở phía dưới financing thì nó hay dùng từ là tự phân tích ủi nhận, tức là tình huống 1, tình huống 2, tình huống 3 thì cái dòng tiền của mình nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào. Thế nên là với mỗi một cái dòng tiền này thì nó nếu mà mình học kỹ nó sẽ có một cái khái niệm nó gọi là behavior, tức là hành vi của từng dòng tiền một, nó sẽ khác nhau và nó sẽ ảnh hưởng tới cái dòng cuối cùng. Chứ còn về cái nguyên lý tính toán thì khá là dễ, không khó, không hề khó. Thế thì vậy thì với các cái giả định thì mọi người sẽ tính được hết, mọi người sẽ tính được cái revenue nó trôi về đâu, mọi người tính được total user nó trôi về đâu, và tính được sales spend nó trôi về đâu. Và cái chốt cuối cùng là đối với cả các cái dự án đầu tư thì thông thường người ta chỉ dừng lại ở cái dòng này thôi, dòng cái cash project, net project cash flow thôi. Và với cái dòng này thì họ sẽ tính các cái chỉ số như là NPV là cái mình gọi là giá trị hiện tại dòng của các dòng tiền. Net present value thì mình sẽ có là nó sẽ bằng của chênh lệch của present value của cash out của cash in, và mình trừ đi present value của cash out. Đó, tức là thực tế là mình nhận được bao nhiêu, đúng không? Thì hôm trước mọi người biết là tại sao mình phải sử dụng cái net present rồi, tức là đưa toàn bộ cái dòng tiền hiện tại thì mình mới tính được, mình không có phép phụ trừ được tương lai. Thì tí nữa mình sẽ làm một bài thử demo cho mọi người nhé. Cái thứ hai là mình sẽ có cái chỉ số thứ hai, người ta dùng là IRR, nó gọi là Internal Rate of Return. Internal Rate of Return thì mình gọi cái này là tỷ suất nội hoàn vốn, nếu mà mình tính được tiếng Việt nó dễ hiểu hơn. Tức là Internal Rate of Return nghĩa là nó dựa trên cái việc là cái vision value của cái, nếu mà if nhé, IRR thì nó sẽ là discount rate the NPV bằng 0. Tức là nếu mà anh bỏ ra từng đấy tiền xong anh thu hồi ra từng đấy tiền thì điều đó ngầm định anh được bao nhiêu phần lợi tức. Đấy, IRR là như vậy. Như vậy là nếu như cái này nó có một cái rất là hay là cái này nó gọi là một cái trọng điểm hòa vốn, tức là tức là tôi dùng đến cái cao nhất là IRR như thế thì cái mà tôi bỏ ra nó bằng đúng cái tôi thu về. Như vậy là nếu như cái mà tôi bỏ ra ấy mà cái mà tôi thu về nó cao hơn cái mà tôi bỏ ra thì trong trường hợp đấy tôi lãi hơn, đúng không? Tôi lãi hơn. Thế nên là vậy thì cái mà cái IRR là cái discount rate cao nhất, vậy thì nếu chỉ cần là cái IRR này của mình ấy mà nó còn cao hơn cái WACC thì trong trường hợp đấy chắc chắn là cái NPV của mình nó sẽ lớn hơn không? Chắc chắn. Tại vì lúc đấy là cái chi phí vốn để mình cho cái dự án đấy nó thấp hơn cái mà mình nhận được. Nghĩa là cái dòng tiền mình thu về nó sẽ cao hơn dòng tiền bỏ ra. Thế nên là nó sẽ là một cái chuẩn để người ta so sánh với cả cái IRR, với cả cái so sánh với cả cái WACC. Mình sử dụng cái WACC không chính xác, cho tớ sửa cái dòng này cả. Cái này là cost of financing. Mình sửa để cho nó ra một cái thuật ngữ nó rộng nghĩa hơn, tức là tại vì là có những cái dự án ấy không phải là mình sử dụng vốn của mình. WCC là cơ cấu vốn hiện có của doanh nghiệp, mình không dùng, đúng không ạ? Có nhiều cái dự án mình vừa mới ra rồi một cái bắt đầu mình đi gọi những cái người góp vốn khác, hoặc là mình sử dụng hẳn một phương án đầu tư mà huy động hoàn toàn khác. Thế nên là trong trường hợp đấy mình dùng từ cost of financing thì chính xác. Và cái thứ ba là người ta hay sử dụng là payback period. Mọi người đi làm rồi thì mình nghĩ là những cái chỉ số này mà mọi người đã từng nhìn thấy rồi. Payback period là thời gian hoàn vốn, đúng không? Thời gian hoàn vốn as soon as possible, đúng không? Cái này thì cứ càng nhanh càng tốt. Thế thì đối với cả mình nói là càng nhanh càng tốt, nhưng mà tuy nhiên là các cái doanh nghiệp này họ đều có một cái chuẩn về cái payback period cả.
đối với các doanh nghiệp dịch vụ ấy thì luôn luôn hy vọng là nó chỉ dao động từ 2 cho đến 3 năm thôi. Đối với doanh nghiệp sản xuất các bạn có thể là phải 5 năm, nhưng mà 5 năm là quá dài, thực sự là quá dài. Tại vì là nó tính dựa trên cái đời thiết bị, cái đời của thiết bị đầu tư của mình nó lên đến 25 năm, do đó nên mình cũng không thể để nó quá 1-5 năm được, còn nếu không thì mình chịu thôi. Thì đây là ba cái chỉ số như vậy. Là vậy thì ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là khi nó đến ra quyết định về project thì thông thường là người ta chỉ dừng ở cái dòng net project cash flow thôi nhé mọi người, ghi nhớ giúp cho mình là như thế. Họ chỉ dừng cái dòng này thôi, họ không dừng dưới cái dòng là net project cash flow, họ không dừng cái dòng này, chỉ dừng ở cái dòng trên thôi. Và họ sẽ tính tất cả những cái chỉ số mà để đảm bảo rằng là cái dòng này nó là, tức là cái dòng này nó xứng đáng để đầu tư, thì họ sẽ sử dụng các cái chỉ số là như vậy. Thế thì ở trong cái slide nó sẽ có cái phần ví dụ của Disney. Thế thì cái khi mà mình ra quyết định đầu tư thì ở đây họ sẽ có, đây là cái dạng mà investment time của mình. Cái thứ nhất là nếu mà mình không ra quyết định đầu tư thì mình trả tiền cho chủ đầu tư, thì cái này nó chính là cái quyết định về cái profit distribution đó ạ. Còn nếu mà B và C là mình sẽ có hai cái phương án đầu tư. Phương án đầu tư thứ nhất là phương án đầu tư duy tu bảo dưỡng. Thế thì đối với duy tu bảo dưỡng thì mình nghe cái duy tu bảo dưỡng thì hay tính vào chi phí, đúng không ạ? Hay tính vào chi phí. Nhưng mà ở đây nó sẽ có cái hiện tượng là khi mình bỏ chi phí ra thì nó sẽ giúp cho cái tài sản của mình nó thêm chức năng, hoặc nó thêm chức năng, hoặc là nó đang ở cái chế độ là mình sẽ chỉ khai thác được 60% công suất thôi. Khi mình đầu tư, mình sửa chữa đây nó lại full chạy 100% công suất, thì nó cái phần đầu tư như vậy nó được gọi là investment. Còn nếu mà chỉ đầu tư sửa chữa nhỏ theo kiểu là công suất nó vẫn thế, và sau khi mình sửa xong công suất nó vẫn thế và chỉ chạy ngon hơn thôi, mượt mà hơn thôi, ít lỗi hơn thôi, thì trong trường hợp đấy nó gọi là small maintenance fee, thì trong trường hợp đấy thì nó sẽ không được tính là investment. Thì đấy là cái mà mình được phân biệt rất là rõ về cái đó. Như vậy là cái đầu tư nghĩa là mình không những là cải tạo, nâng cấp cái công suất của nó lên, tăng cái function của nó lên, thì như vậy thì mình sẽ gọi là đầu tư, và mình được trích cái, được coi nó là một dự án, và mình sẽ được trích khấu hao thứ liên quan tới cái công trình đó. Thế còn cái phần thứ hai là developing investment, nghĩa là hoàn toàn là đầu tư mới để tăng cái lượng tiền về, và nắm bắt cơ hội để tăng lượng tiền về. Thế thì ở đây cái dòng tiền thì ở đây họ dùng là mình sẽ phân biệt hai loại dòng tiền. Thì đối với cả dòng tiền của hai dự án thì ban nãy mình nói là cash in, mình sẽ có một cái dòng investment riêng, đúng không? Investment riêng, và dòng thứ hai là operating riêng, thì đầu ban nãy mình gọi là cash in và cash out. Đấy, thì nó là hai dòng tiền như vậy. Thế và ở đây các bạn thấy cái dòng mà ban nãy mình có viết cho mọi người, đúng không ạ? Và ở đây họ chỉ lưu ý có mỗi một dòng thôi, là nhớ rằng là đối với cái dòng working capital thì nó sẽ thay đổi theo cái revenue, nó chính là scale, đúng không ạ? Quy mô của mình mà sản xuất càng nhiều lên bao nhiêu thì cái phần working capital của mình sẽ nhiều hơn. Dự án càng lớn thì mình sẽ phải thuê chuyên gia càng nhiều, ví dụ như vậy. Thế nên là bắt buộc là nó sẽ phải mở rộng hơn. Thế thì vậy thì đây là cái dòng mà giống như mình vừa mới viết cho mọi người rồi. Thế nên là mình sẽ chuyển sang tiếp là đến cái phần là phần khi mà mình định giá cái dự án, thì mình luôn luôn phải chuẩn bị cái dòng incremental cash flow on project, đó chính là cash flow project, dòng tiền của dự án thôi. Cái thứ hai là phải quan tâm tới cái giá trị terminal value, nghĩa là kết thúc dự án thì nó sẽ là như thế nào. Và cái thứ ba là phải quan tâm tới cái cost of capital, đó chính là cost of financing, là mình sẽ phải sử dụng nó như thế nào, thì nó liên quan đến discount rate.
và mình sẽ phải tính các cái chỉ số. Ở đây mình tính các cái chỉ số. Riêng về cái chỉ số profitability index là cái chỉ số, nó gọi là chỉ số sinh lời, nhưng mà cái chỉ số sinh lời này nó lờ qua cái chi phí, cái giá trị dần dần mua tiền, nghĩa là ít khi người ta dùng, ít khi người ta dùng. Cái chỉ số profitability index này thông thường nó chỉ sử dụng cho tổng doanh nghiệp thôi. Đấy, hoặc không thì bắt buộc là nó sẽ phải quy đổi hai cái giá trị này với giá trị hiện tại thì mới tính được cái profitability index, cái chỉ số sinh lời của dự án. Còn bình thường họ chỉ sử dụng ba cái chỉ số trên là sử dụng rất phổ biến. Thế thì mình sẽ khi mà mình như vậy thì đối với cái NPV thì ban nãy mình có nói với mọi người rồi, thì nó sẽ chính là mình sẽ tính là nó sẽ là PV của tất cả các cái dòng. Không hiểu sao slide này trông lại trên đôi này thì cái này của mình nó sẽ đối, khi mà mình tính cái giá trị theo dòng, mình gọi là giá trị hiện tại dòng, giá trị tại dòng net present value, thì mình sẽ tính toàn bộ cái giá trị hiện tại của các cái dòng mình thu được và mình trừ đi cái giá trị tại dòng đầu tư, và sau đó thì mình sẽ phải quan tâm tới cái chi phí khối, cái hệ số chi khối, hệ số discount rate mà mình đưa các giá trị từ tương lai về, thì cái đó nó mình đang sử dụng là opportunity cost of capital, nghĩa là cái chi phí vốn thì mình có thể nắm bắt được cái cơ hội đấy, nắm bắt được cái cơ hội đấy. Thế nên đây là mình nghĩ là tính thì nó sẽ dễ mường tượng hơn. Như vậy mình cần hệ số chiết khấu đúng không? Và mình cần cái giá trị đồng tiền. Thế thì khi mà mình tính thì nó đơn giản chỉ là như thế này thôi. Nó chính là cái việc mà mình đưa các dòng tiền về mình lấy. Ở đây họ cũng sử dụng cái C0 là dòng investment, nhưng mà như ban nãy mình nói là trong thực tế nó không phải C0 đó. Mình sẽ còn có dòng đầu tư ở kể cả những cái C đằng sau nữa vẫn có thể. Thế nên là nó không phải lúc nào initial cash flow là nó ở thời điểm không, không bao giờ thì không được lên cái. Còn mình làm dự án to lắm thì nó thông thường là nó sẽ nhiều chứ nó không dừng lại C0 này. Còn ví dụ như cái doanh nghiệp của một cái móng nhỏ thôi thì mới có C0 là điều không. Và hai cái chỉ số IRR với cả cái IRR đây. IRR là cái hệ số chiết khấu mà tại đó mình sẽ có dòng ra và dòng vào bằng nhau. Thế nên là dòng ra và dòng vào bằng nhau thì nghĩa là chính là cái dòng net nó sẽ bằng không. Thế nên các bạn sẽ nhìn thấy cái điểm IRR nó sẽ chính là cái điểm nó giao. Thì người ta vẽ biểu đồ này ra để họ tính bằng tay được, họ tính bằng tay được. Nhưng nếu mà các bạn sử dụng xem thì không cần tính. Họ tính bằng tay dựa trên các đồng dạng nhé. Tức là họ sẽ tìm hai cái giá trị discount rate mà nó rất là to để cho NPV âm và rất là to để cho NPV dương. Xong sau là theo đúng là theo mình cho chắc được rằng là mình sẽ có là cái này này chia cho cái này thì nó sẽ bằng là cái khúc này cái NPV trên của cái này và trên cái này, thì xong sau đó thì họ sẽ tính được cái giá trị ở đây. Nhưng mà với cái giả định là họ vẽ được cái đường NPV nó là một cái đường thẳng như thế này, nhưng mà cái nguyên tắc là NPV không bao giờ một đường thẳng, nó sẽ là một đường hơi cong cong một tí. Thế nên là cái việc mà người ta vẽ cái đường này để cho mình mô tả được là cái IRR là ở cái điểm mà NPV của mình nó bằng không, và bắt đầu nếu mà tăng cái hệ số chiết khấu IRR lên thì nó sẽ bị âm, tăng cao hơn so với IRR thì nó sẽ bị âm, nó sẽ về đây sẽ bị âm. Và vì vậy nên là IRR nó là cái ngưỡng cuối cùng mà các doanh nghiệp chịu được được, tức là các cái chi phí cái hệ số chiết khấu nó nằm trong cái giai đoạn này thì NPV nó bằng dương, như vậy đó là cái giới hạn cuối cùng mà một doanh nghiệp họ chịu được được. Và nếu như cái doanh nghiệp đấy mà họ huy động cái vì là cái discount rate của mình đó chính là cost of capital mà thế của financing mà, thì cái hệ số mà mình sử dụng cái mình huy động, tức là nếu một vốn mình huy động mà nó có cái chi phí mà nó thấp hơn cái IRR thì ok định tin vào dự án, còn nếu mà nó cao hơn thì không định tin vào dự án. Thế nên là IRR nó là một cái chỉ số, nó gọi là chỉ số hết mốc để mình xác định xem là mình có quyết vào dự án đó hay không. Nếu bình thường thì mình chỉ quyết là gì ạ, là NPV dương thôi, nên mình chọn cái vùng này. Tuy nhiên là khi mà mình có cái tượng cuối cùng này, nghĩa là nó là cái sức chịu đựng cuối cùng của mình phải chịu được. Đấy là chỉ số, đấy là cái chỉ số nó thể hiện cái sức chịu đựng. Còn đối với cả cái payback period thì nó chỉ là cái kỳ hoàn vốn thôi, cái kỳ hoàn vốn thôi. Còn cái profit kỳ hoàn vốn thì mình cứ đếm. Ví dụ như là kỳ thứ nhất mình thu được bao nhiêu tiền, nó chiếm bao nhiêu initial investment của mình rồi. Ví dụ nó chiếm được 1/5. Thế sau này 52 là thành 2/5, 53 thành 3/5, 54 thành 4/5. Như vậy là hết 5 năm mình mới hoàn vốn, và sau đấy năm thứ 6 bắt đầu mình kiếm được tiền. Như vậy thì đấy là cái payback period, là cái kỳ hoàn vốn. Tính rất là cơ học, và chính vì cái kỳ hoàn vốn tính cơ học như vậy nó bị sai thì người ta sau này người ta sử dụng cái là modified payback period, là cái kỳ hoàn vốn này nhưng mà được điều chỉnh, nghĩa là họ không tính theo giá trị theo thời gian nữa mà họ tính quy chuẩn của một giá trị.
thì nó mới chuẩn hơn, tức là các cái giá trị trong tương lai bị tính về giá trị hiện tại và so với giá trị hiện tại. Thì cái đấy là modify, thì cái nữa khi mình làm được tập thì mình sẽ điều chỉnh nó để cho mọi người nhìn thấy. Và cái cuối cùng là chỉ số profitability index, thì profitability index thì nó được tính bằng là net present value mà chia cho initial investment. Thì cái này mình nói là sai, tức là mình gọi là không chính xác, là bởi vì cái ở trên ấy là giá trị hiện tại theo thời gian, nhưng mà cái ở dưới là initial investment, người ta đang ngầm định rằng nó là giá trị lãi C0, tức là chỉ có mất tiền một lần và hiện tại thôi, nhưng trong thực tế nó không phải. Do đó nên là ở phía dưới này một tính chính xác nó sẽ phải là gì, present value của initial investment thì nó mới chính xác, tức là hai cái là present value thì nó chính xác. Thì tí nữa mình cũng thích, mình tính thích thì mình cũng vẫn tính được như theo cái kiểu như vậy. Thì đó là chỉ số sinh lời. Nguyên tắc của nó thì khá là đơn giản, như là vào bài nó mới xin một tí thôi, chứ là nguyên tắc đơn giản. Và cái này thì các bạn dùng rất là nhiều trong thực tế, rất là nhiều. Và ở đây ấy, cái quan trọng không phải là tính toán, mà nó quan trọng đối với cả dân tài chính, đó là mỗi một con số đi về đâu, mỗi một con số nó sẽ có các cái option như thế nào. Đấy, cái đó là cái mà tất cả những người đọc cái báo cáo, đọc cái báo cáo phân tích đầu tư mọi người nhìn được. Chứ nếu mà chỉ nhìn về số là bao giờ bọn mình khi là dân tài chính cũng nắm ra được cái nào tốt nhất mà. Thế nhưng mà ok, vậy thì anh dự báo đâu, bảng dự báo đâu, bảng dự báo đấy nó có thể sai số là như thế nào? Thì thực ra chỉ có nhiều người có kinh nghiệm thì người ta nhìn, nó nhanh được, tức là cái chi phí này của anh sẽ bị biến động như thế nào, cái behavior của anh như thế nào tôi nhìn tôi biết nhá, chứ không phải là anh cứ vẽ ra như thế là tôi thấy ok đâu. Ví dụ nó revenue cái này sai rồi, revenue của doanh nghiệp của anh đang nằm trong cái vùng là vùng nó gọi là vùng bắt đầu suy thoái rồi, recession rồi, mà anh vẫn tính là nó theo thời gian nó tăng lên, anh sai rồi, một cái anh sai. Cái thứ hai là chi phí anh vẫn tính là chi phí dựa trên cái lạm phát đánh sai, chi phí này phải trên lạm phát khu vực, nghĩa là dự án của anh ở đâu thì phải lạm phát khu vực ở đấy. Cái thứ ba là chỉ số lạm phát bắt buộc phải theo chỉ số lạm phát sản phẩm, nghĩa là mình có chỉ số lạm phát của xây dựng, mình có chỉ số lạm phát của lương, mình có chỉ số lạm phát của thức ăn, mình có chỉ số lạm phát của đi lại, nó có hết các mọi người. Thế nên là khi mà mình vậy thì trong cái phần chi phí đấy, nếu anh tách được ra thành những chi phí siêu nhỏ thì mỗi một cái chi phí đấy nó bị thay đổi bởi theo một cái chỉ số khác chứ không phải là các chung. Thì cái này là cái mà khi mà mình đặt mình sẽ phải hoài nghi từ dòng tiền một. Thế xong sau đó hoài nghi xong rồi thì đến cái bạn là thuế anh cứ áp 20% tôi không tin, bởi vì làm sao, bởi cái doanh nghiệp của tôi đang nằm ở cái vùng đấy, tôi sẽ được tận dụng cái gì, chứ không phải là nếu như bây giờ mọi người mang lên vùng sâu vùng xa, như về mặt nguyên tắc là 3 năm đầu tiên miễn thuế và 2 năm còn lại là 15%, cứ như thế mà tính. Thế tại sao lại tính là 20 thì sẽ không chính xác đấy. Thì mỗi cái nhà siêu nhỏ siêu đấy mới là cái mình phải quá trình nghiên cứu. Và thực ra là cả cái cách tính thì nó khá là đơn giản. Practical case này. Thế trước khi mình vào cái practical case thì mọi người có cái gì không hiểu mà lý thuyết không ạ? Sau đó mình đi vào. Mình cũng mới nhìn quen đi các bạn. Đây này mình làm mình xem lâu rồi nhưng mà bây giờ mình nhìn lại một năm mới nhìn, nhưng mấy năm nay là không nhìn cái này, bởi vì năm ngoái là các bạn ý đến đây các bạn ý bảo là em biết rồi, ok là chỉ học về tài sản tài chính nhiều hơn. Case này là xây dựng công viên Disney, thì họ quyết định là xây dựng công viên Disney gần Bangkok, mà được giống nhỉ, giống đúng không, modern đúng không, nên là cái công viên Disney ở Paris nó sẽ bao gồm cái khu Magic Kingdom, và cái khu này này thì sẽ được xây dựng này và bắt đầu ngay lập tức và sẽ được khai thác vào năm thứ hai. Và cái công viên thứ hai thì sẽ được xây dựng vào năm 2 và năm 3 và sẽ bắt đầu khai thác vào năm thứ 5. Đấy, thì trong cái dòng tiền thì được xác định bằng tiền đô la Mỹ. Đấy là Disney ở Pháp. Thở
công ty là như thế. Thế thì họ sử dụng 500 triệu để 500 triệu đô để tìm kiếm vị trí và lấy license, relations. Cái chi phí để xây dựng Magic Kingdom sẽ là 3 tỷ đô với 2 tỷ đô là đầu tư ngay lập tức và 1 tỷ sẽ đầu tư vào năm nhất. Còn đối với cả cái khu Epcot thì sẽ là 1,5 tỷ đô với 1 tỷ đô là vào năm thứ 2 và 0,5 tỷ đô vào năm thứ 3. Chi phí vận hành thì dự kiến là 60% của doanh thu và 75% của doanh thu. Vận hành là 60% của các cái khu công viên và 75% là ở cái khu resort. Disney sẽ allocate the following portion of the channel và họ cũng sẽ phân bổ cái chi phí quản lý theo tỷ lệ này cho các cho công viên. Noting that is found one third of the variables and one third are fixed. Và theo cả cái phân tích của họ thì có 1/3 chi phí là chi phí ví dụ và 2/3 là chi phí cố định. Chi phí biến đổi là chi phí như này, chi phí biến đổi là khi mà doanh thu tăng lên thì chi phí đấy cũng tăng lên. Chi phí cố định là doanh thu tăng lên hay giảm đi không quan trọng, nó vẫn cố định. Đấy là cái. Và revenue thì họ dự báo là như thế này. Revenue họ có ở đây là số lượng số liệu là từ 1 năm đến 10 năm và còn xa hơn nữa. Xong thì họ sẽ có ở khu Magic thì là có số tiền là như thế này. Ở khu Epcot thì là số liệu như thế này. Ở khu Resort là như thế này. Như vậy thì họ sẽ có tổng là như thế này. Rồi ok. Như vậy là họ có hai khu công viên và một khu Resort và họ sẽ có tổng revenue là như thế này. Và ở những khu sau thì là tất cả các cái revenue ở tất cả revenue này họ để là sẽ tăng theo tỷ lệ lạm phát là đến tận vô cùng là 3%. Đến tận vô cùng là 3%. Như vậy mình có thể sử dụng condo để mình tính từ vô cùng về hiện tại. Đúng không ạ? Với tỷ lệ G ổn định là 3%. Disney thì duy trì cái working capital. Booking capital là 5% của revenue. Và cái khoản investment của working capital này nó cứ mỗi một năm thì nó được làm một lần. Tại vì revenue của mình nó tăng nên mỗi một năm nó sẽ có cái hiện tượng là working capital mình đi năm thứ nhất này, xong mình về cuối năm thứ nhất này. Xong bắt đầu mình lại phải đi và hoàn về. Xong rồi mình lại phải đi tiếp lại hoàn về. Như vậy là mỗi một năm nó sẽ up lại và nó sẽ điều chỉnh với cái việc tăng của doanh thu nó sẽ điều chỉnh. The income for investment will be taxed at marginal tax rate là 36%. Như vậy là thuế là 36%. Ở đây mình sẽ có là general and administration cost. Đây là chi phí quản lý ạ. Đây là chi phí quản lý. Rồi ạ. Xong đó tiếp theo nữa là mình sẽ có là chi phí này là chi phí trích khấu hao. Chi phí trích khấu hao thì ở đây mình có một cái dòng là dòng depreciation và một cái dòng là capital expenditure. Capital expenditure là mình chi tiêu ra, nhưng mà depreciation là mình chi tiêu gọi là mình gọi là sửa chữa máy toàn bộ khu đấy, maintenance đến khu đấy. Nhưng mà sau đó thì mình sẽ có depreciation là mình sẽ trích khấu hao. Thế thì ở các năm thì mình sẽ có phần chi phí bổ sung sửa chữa lên, nhưng mà ở sau cái năm thứ 10 thì mình sẽ offsetting, nghĩa là hai bên cùng trừ nhau. Tức là mình cứ depreciation bao nhiêu thì mình cứ sửa chữa bao nhiêu thì mình depreciation cứ quấy nhiêu thì nó sẽ offset với nhau. How to handle uncertainty. Thế thì ở đây là nếu như mà có những cái gì thay đổi thì mình bắt buộc sẽ phải dùng như này. Nhưng mà đây nói với mọi người rồi, nghĩa là nếu mà có sự không chắc chắn thì chính vì sự không chắc chắn do đó mình sẽ apply cái sensitivity analysis, mình sẽ xuất ra scenario analysis, đúng không? Các có thể các phương án sẽ là như thế nào, rồi là có các cái tình huống diễn ra như thế nào. Một nhân tố làm thay đổi thì cái đấy mình một nhân tố thay đổi thì cách thay đổi như thế nào thì cái đấy nó là sensitivity analysis là độ nhạy. Giống như mà mình cứ đùa về thuế là tác cho một phát và đứng yên, tác cho hai phát và hơi lùi thì tác cho ba phát rồi đi thẳng. Trong trường hợp đấy mình không thể thu được thuế. Thế nên là trong trường hợp đấy nó gọi là độ nhạy, nên là tới đó là hết cái độ nhạy rồi. Là
Đó là sensitivity analysis, còn scenario thì khác. Scenario là tình huống 1, tình huống 2, tình huống 3. Nó sẽ khác. Simulation analysis là mô phỏng. Mô phỏng thì nó hay nói tới cái việc là revenues của anh đang áp ước lượng vào năm thứ nhất anh được 100 triệu. Nhưng mà bao nhiêu phần trăm chắc chắn là đạt được 100 triệu? Ví dụ như mình thì nói là 50% chắc chắn thôi. Vậy thì bao nhiêu phần trăm là chắc chắn? Thế còn lại bao nhiêu? Nó sẽ có khoảng, mình sẽ có khả năng không 100 triệu mà chỉ được 50 triệu. Nhưng mình cũng có khả năng là được 120 triệu. Là thì bây giờ tính xác suất xảy ra. Xác suất xảy ra 100 triệu là 50%, xác suất xảy ra là 20 triệu là chiếm 1% thôi. Vậy thì xác suất xảy ra cái 120 triệu của mình sẽ là 40%. Như vậy là vậy thì revenue trung bình mình đạt được là bao nhiêu? Nó sẽ là 50 x 100 cộng với cả 10 nhân với cả 10% nhân với cả 50 và mình 120 rồi nhân với 40. Đấy là chính là xác suất xảy ra để bạn. Simulation analysis này thì đối với cả kinh tế thì mình thấy là không làm được đâu, nhưng mà đối với kỹ thuật thì làm được. Đối với kỹ thuật là ví dụ như bọn mình thiết kế cái mét đấy thì khi mà nó vào cái luồng mà nó hẹp ấy và nó có cầu bắc qua sông thì nó sẽ dẫn đến hai cái móng cầu. Thì bọn mình chạy cái simulation là mình chạy là nếu như thay đổi dòng nước chảy, thay đổi thủy chiều lên thì cái khả năng va tàu là bao nhiêu. Thế thì khi bọn mình tính được xác suất khả năng xảy ra khả năng va tàu thì được là thay đổi tất cả các thông số thì khả năng va tàu nó sẽ vào khoảng 10%, còn 90% còn lại là không va tàu. Và thông thường là va tàu ở cái mức là ví dụ như là nước dâng lên bao nhiêu thì nó sẽ có khả năng va tàu. Thế nên trong trường hợp đấy thì bọn mình có cắm quyền chỉ báo, tức là tại cái thời điểm đấy khi mà thủy chiều lên thì chỉ cho phép là thì là một tàu đi thôi, và one way, nó gọi là one way, chỉ được đi một chiều, không được đi hai chiều để tránh cái chuyện va tàu. Thì cái đấy nó gọi là simulation. Thì dựa dân kỹ thuật thì nó rất là dễ, nhưng mà dân kinh tế thì ít khi bọn mình sử dụng được simulation lắm. Mặc dù bọn mình cũng có simulation game, nhưng mà thực chất simulation game đấy là sensitivity analysis thì đúng hơn, tức là thay đổi yếu tố thì nó thay đổi như thế nào, chứ nó không được như là simulation. Còn cái trường hợp cuối cùng là break even analysis, nó chính là cái ELR của mình, nó chính là phân tích điểm bỏ vốn, tức là tăng đó mình chúng ta bỏ vốn. Thì đấy là những cái trường hợp đằng sau. Thì thực sự là mọi người học cái môn project management thì mọi người sẽ học nhiều hơn. Chứ còn tài chính thì là khi mà project mà nó đưa ra các cái khả năng xảy ra như thế thì dân tài chính bắt đầu tính tiền. Dân tài chính nó chỉ là một phần rất là nhỏ trong cái project management thôi. Thì đó là cái đề bài ha. Rồi sau tí nữa mình sẽ xử lý cái đề bài này và mình nghỉ tí ạ. Và hiện nó là one way thì mọi người sẽ thấy mệt ấy, nếu mà mọi người nghe không.